Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Refinery Cave. Tựa game lấy nguồn cảm hứng từ Lumber Tycoon 2, nhưng phiên bản của nó là đào quặng. Chúng ta sẽ dùng những cái pickaxe để đi đào những cục quặng, đem bán lấy tiền và dùng cái tiền đó để xây dựng cái căn cứ của mình. Trong video này mình sẽ chỉ các bạn lấy một trong những cây rìu được coi là rìu nhiệm vụ, không thể mua được từ shop. Rìu này tên là Trusty Pickaxe. À thì đầu tiên ngày hôm nay, sau khi đọc một vài comment các bạn, cũng như là kiểm chứng, thì cuối cùng tựa game Refinery Cave này đã hỗ trợ cho các bạn chơi trên thiết bị di động rồi. Hãy vào xem thử nhé. Ok, bước đầu tiên để có thể lấy được cái rìu này, đó chính là chúng ta phải đi kiếm được một cái quặng tên là Sunstone. Cái quặng này thì bạn đi theo mình nha. Nó sẽ nằm ở bên một cái ngọn núi mà chúng ta cần phải trung gian một cây cầu. Phí qua cầu các bạn cần tốn là 300 tiền. 300 tiền là cho khứ hồi luôn. Các bạn trả một lần thôi. Thời gian mà cái cầu này vận chuyển qua lại khoảng tầm 2-3 phút. Và đây hôm nay thì game nó cập nhật chúng ta một cái thông báo. Khi mà các bạn mua ticket luôn ở trên xe nha, luôn ngồi trên ghế, để tránh trường hợp bạn trả tiền rồi, khi cái cầu này di chuyển mình sẽ bị văng ra ngoài. Lưu ý luôn ở trên xe. Bên kia ngọn núi nó dẫn chúng ta vào một cái hang. Thì cái hang này hơi tối, mình sẽ chỉnh sáng từ cái màn hình của mình. Các bạn đi theo cái đường mình vừa đi. Tới một ngã ba thì bạn rẽ bên tay trái và đi tới cuối đường. Tới cuối đường này bạn sẽ thấy một cái chặng uppy, và bên trên cái chặng uppy đó là một cái bục. Thì cái quặng Sunstone sẽ nằm trên đó. Nếu các bạn chưa thấy cái quặng Sunstone này nó xuất hiện thì cứ chờ thôi. Khoảng tầm 5 phút nó sẽ respawn. Và tới đây các bạn lưu ý, chỉ có những cái tool từ tier 4 trở lên thì mới đào được cái quặng này thôi. Và đương nhiên rồi, những cục quặng này nếu bạn chơi chung với bạn bè của mình thì có thể nhờ bạn bè, những người xịn sò hơn, có cái tool nó mạnh hơn, đi đào giúp cũng được. Tại vì sao? Chúng ta chỉ cần một cái cục Sunstone thôi. Mình không có bán cục quặng này, mình cần nó làm nhiệm vụ. Vậy nên ngay từ ban đầu, nếu mà có ai cho bạn cái cục này thì công đoạn đầu tiên này coi như bỏ qua. Không phải tốn 300 tiền, không phải vô cái hang, không phải đem quặng về. Nhưng mà nói cái cầu này á là khứ hồi, lúc về các bạn chỉ chờ thôi, không cần phải di chuyển. Thì trên đường về mình sẽ ghé vào cái hang động. Trong hang động này nó sẽ cho chúng ta một số cái nơi bí mật, cũng như là một cái shop. Trong cái shop này nó cũng sẽ bán chúng ta những cái cúp, những cái pickaxe tier 2, tier 3, tier 4. Rồi ok, quay trở về nha. Bước tiếp theo là các bạn sẽ refine cái quặng Sunstone này. Và tới đây cần một lưu ý nữa. Cái quặng Sunstone này chỉ có thể refine, tinh chỉnh từ cái máy Ovenfernay. Cái máy này hình như mình nhớ là 5.000 tiền mua từ shop. Quăng qua những cái máy cùi hơn nó không tinh chỉnh, chỉ tinh chỉnh từ máy Oven thôi. Điều này cũng khắc phục được nếu bạn có bạn bè của mình. Cục Sunstone khi bạn refine nó sẽ có cái màu neon và phát sáng đó các bạn. Kế tiếp mình sẽ vào cái shop cơ bản đầu tiên. Tại vì nhiệm vụ của mình sẽ cần 3 cái cúp. Một cái cúp là mua từ cái hang động, 200 tiền. Cái cúp đầu tiên, hai cúp còn lại mua từ cái shop này. Tổng cộng các bạn sẽ tốn 260 tiền. Và bước cuối cùng, đem toàn bộ những cái này quay trở lại trên núi. Nhưng lần này các bạn sẽ không lên trên núi, lên lưng chừng thôi. Nó cho chúng ta một cánh cổng. Đầu tiên sẽ đem cái cục Sunstone này vô trước. Nó có một cái lỗ này, lắp nó vào. Rồi các bạn đem lần lượt 3 cái cúp này nhét vô cái lỗ đó. Sau đó chờ tầm 3 giây, trên đầu các bạn sẽ rớt xuống một cái cúp. Cái cúp này tên là Trusty Pickaxe. Thì cái chuỗi nhiệm vụ này nó cũng na ná như trong tựa game Lumber Tycoon mà chúng ta đi lấy cái rìu cá mập á. Em mình nhớ không nhầm. Bây giờ mình sẽ nói về cái đam. Mình sẽ soi cây Trusty Pickaxe này với hai cái tool trong cái hang động, được coi là hai cái tool xịn sò nhất. Một cái là Steel Pickaxe, 5.400 tiền. Một cái là Industrial Grill, một cái máy khoan cuối cùng, 9.500 tiền. Thì Industrial Grill là tier 4, còn Steel Pickaxe của mình là tier 6. Hiện tại trong game, cái quặng cao nhất để các bạn thể đi farm đó là tier 4. Tương lai có thể lên tier 5, tier 6. Thì bạn thấy ở đây, Trusty Pickaxe của mình nó nằm ở tier 5. Vậy nên có thể đào được tất cả mọi quặng trong game. Cái máy khoan mình sẽ không đề cập tới, tại vì nó là nhanh nhất. Đam cũng là cao nhất, giá 9.500 tiền mà. Chúng ta nói về hai cái cuốc, thời gian cooldown như nhau. Cái steel thì nó nhỉnh nó một tí ở cái nhát cuốc đầu tiên. Từ nhát cuốc thứ hai trở đi, nó cũng là 1,5 giây. Về cái đam thì cái Trusty Pickaxe này nó sẽ gấp đôi. Vậy tóm lại á là cái Trusty nó cũng khá là mạnh. Nó nằm giữa hai cái vũ khí kia. Và cái tier nó là tier 5. Cập nhật tương lai từ game này, nếu mà có ra tier 5 thì vẫn có thể sử dụng cái Trusty để đi đào những cục quặng đó. Thì đây là video để hướng dẫn chi tiết các bạn cách lấy được cây rìu Trusty Pickaxe trong tựa game Refinery Cave. Và hiện tại game đã chơi được trên mobile rồi. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.